Hội thao truyền thống ngành ngân hàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024 quy tụ 45 đơn vị với 800 vận động viên đang công tác trong ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng và trò chơi vận động tập thể. Với tinh thần văn hóa thể thao vui khỏe, sức khỏe, đoàn kết, hội thao diễn ra đến hết ngày 19 tháng 5.